Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm một cái video về tin tức hot nhất ngày hôm nay, đó là Optimum đã tiến hành airdrop đợt thứ hai dành cho người dùng. 11,7 triệu OP đã được phân phối cho khoảng 300.000 ví khác nhau. Điều kiện thì cái điều kiện đơn giản nhất là gì? Những cái địa chỉ nào mà đã ủy quyền voting power cho OP token. Và cái điều kiện thứ hai đó là những ví đã trả nhiều hơn 6,1 đô la phí gas kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2022. Thì cái phí này tức là gì? Chúng ta trả một thời gian dài nhưng mà nó chỉ tương đương với một lệnh duy nhất, phí trung bình một lệnh duy nhất của trên mạng lưới Ethereum L1 thôi. Đó, thì là để nhấn rõ hơn rằng phí của mạng Optimum sẽ rẻ hơn phí của mạng Ethereum rất là nhiều. Thôi, ngoài ra có những điều kiện khác hoặc là những cái phần bonus thêm cho những ví có những cái có nhiều cái hoạt động hơn ở trên cái mạng Optimum thì các bạn có thể đọc ra ở trên cái file này ha. Tí mình sẽ để cái file này cho các bạn. Và cái cách tính bonus ở trên này, cho nên là sẽ có những người sẽ được nhiều hơn và có những người sẽ được ít hơn. Rồi, như mình thì mình cũng may mắn là mình được hai ví, nhưng mà mỗi ví của mình cũng không được bao nhiêu ha. Mỗi ví của mình chỉ được có khoảng 7 feet mấy OP thôi. Đây, ví của mình là ví này là được 7.6 OP, là tương đương với khoảng 18.54 USD, là khoảng chắc khoảng hơn 400.000 tí các bạn ha. Ví này của mình thì được ít hơn một tí là 7.3. Ví này của mình thì được có 7.3 thôi, được 17 feet mấy, cứ cho như là mình được khoảng 800.000 cho đợt Aerox này. Và mình cũng xin nói rõ với các bạn luôn là Optimum được gửi trực tiếp về ví của các bạn, cho nên các bạn đừng có truy cập vô bất cứ một cái trang web cho claim token OP nào về, vì đó tất cả đều là scam. Nếu các bạn không thấy Optimum ở trên ví của các bạn thì các bạn làm gì? Các bạn copy cái contract này ha, cái contract ở đây coi đây các bạn ạ. À, các bạn copy cái contract này. Rồi các bạn bật cái ví của các bạn lên. Rồi các bạn chọn vô mạng Optimum, xong các bạn chọn vô cho mình chỗ này là gì? Nhập token. Ha. Xong rồi các bạn gì điền địa chỉ ví của Optimum vào đây. Rồi các bạn chờ một tí xíu thì ở dưới này nó sẽ hiện, các bạn chờ một tí nó hiện ở đây ký hiệu là OP và ở dưới đây là 18. Sau các bạn chọn gì thêm token là các bạn sẽ thấy được cái token OP nằm ở đây. Và để biết chính xác rằng các bạn có với chúng hay không, để khỏi tốn cái điều đó thì các bạn có thể check. Mình sẽ để cái link check ở đây, cái link check ở đây của ở đây các bạn ha. Đây là cái link để các bạn check thử các bạn có được airdrop đợt này hay không. Thì đầu tiên các bạn copy cái ví đây ha, các bạn copy cái ví này xong rồi các bạn bật trang này lên, các bạn ấn Ctrl F, rồi các bạn đánh cái địa chỉ vào đây. Đấy, sau khi đánh cái địa chỉ vào đây các bạn ấn Ctrl V, địa chỉ vào đây thì các bạn ấn Enter, rồi các bạn chờ giùm mình một tí xíu. Các bạn thấy nó không một không, đây thì nó hiện lên ví ví của mình đây ha. Rồi thì các bước này cũng khá là đơn giản, không có vấn đề gì. Thì khi mà các bạn check mình thấy mình có ở trong cái danh sách này thì các bạn làm gì? Các bạn chỉ việc quay lại làm cái thao tác mà mình hướng dẫn lúc nãy là thêm OP vào trong cái token, thêm token OP vào trong ví MetaMask của các bạn là các bạn có thể thấy được. Và sau đó các bạn sẽ có thể chuyển về sàn Binance hoặc bất cứ cái sàn nào của các bạn để các bạn bán. Rồi mình xin nhắc lại một lần nữa là tất cả các trang web hoặc là các đường link cho claim OP token ở thời điểm hiện tại đều là scam, và cả trong tương lai cũng đều là scam. Mọi thứ các bạn phải gì lên trên Twitter chính thức của Optimum để các bạn có thể đọc kỹ càng và rõ ràng hơn. Thì tất cả những cái đường link ở dưới này mình sẽ để phía dưới cho các bạn. Rồi, ở cuối video này mình sẽ tặng các bạn thêm hai cái nhiệm vụ gas xe nữa. Đó là Space ID 2.0 Tester Wallet. Tức là gì? Khi các bạn đăng ký vào đây, các bạn sẽ có được một suất, nếu như các bạn trúng các bạn sẽ được một suất wallet, nhưng mà chỉ là tester của Space ID 2.0 trước khi nó ra mainnet chính thức nè các bạn ha. Trước khi nó ra bản chính thức thôi. Đó, cho nên các bạn nhớ. Nhưng mà khi mà các bạn được tham gia cái này thì chắc chắn các bạn sẽ có phần thưởng khi Space ID ra bản chính thức.
Cái thứ hai là OmniBTC. OmniBTC thì nó sẽ có một phần thưởng. Khi các bạn claim cái OAT này về thì các bạn sẽ được random một trong những phần thưởng ở đây. Có thể là giống như mình đây ha, unlucky mình bữa giờ bao nhiêu rồi mình toàn unlucky. Các bạn có thể có một sui name OG, các bạn có thể kiếm được 20 USD nếu may mắn. Các bạn có thể kiếm được OmniBTC Orgeron. Các bạn có thể kiếm được Tonsen Orgeron, hoặc là các bạn có thể kiếm được 1000 1000 tô xe tô cật. Rồi, chúc các bạn may mắn. Mình cũng mong là sẽ nhiều bạn coi kênh của mình được trúng cái đợt Aerop này của OP. Tuy nó không nhiều nhưng mà thực ra là chúng ta cũng có được một nồi lẩu và một thùng bia. Rồi, xin cảm ơn các bạn, chào các bạn.